bạch thế tôn sao gọi là các thiện nam thiện nữ vân vân lại thuyết bát nhã vân vân sáu pháp ba la mật đa có sở đắc phật dạy kiều thi ca nếu các thiện nam thiện nữ vân vân vì người phát tâm quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề mà tuyên thuyết sắc cho đến thức là thường hoặc vô thường hoặc vui hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh như vậy cho đến thuyết trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là thường hoặc vô thường hoặc vui hoặc khổ hoặc ngã vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh còn nói như vậy nếu ai có thể y cứ vào pháp như vậy để tu hành bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa thì gọi là tu hành bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa lại nói như vậy người tu hành bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa phải nên cầu sắc cho đến trí nhất thiết tướng, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc vui hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nếu có thể cầu các pháp vân vân như vậy mà tu hành bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa, thì gọi là tu hành bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa. Kiểu thi ca, nếu có người cầu sắc cho đến trí nhất thiết tướng như vậy, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc vui hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nương tượng, các pháp này mà tu hành bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa thì ta gọi là tu hành tương tự bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa có sở đắc Kiều Thi Ca lời nói như trên nên biết đều thuyết tương tự bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa có sở đắc. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào vì người phát tâm quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đà, tuyên thuyết bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa nói như vậy. Lại đây thiện nam tử, ta sẽ dạy cho ông tu học bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa, nên y theo lời dạy của ta mà tu học sẽ mau chóng an trụ sơ địa bồ tát cho đến thập địa bồ tát kiều thi ca người đó dùng hữu tướng và có sở đắc làm phương tiện y vào sự phân tưởng về giai đoạn dạy tu bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa gọi là tuyên thuyết tương tự bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa lại nữa kiều thi ca nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào vì người phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề tuyên thuyết bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa nói như vậy lại đây thiện nam tử ta sẽ dạy cho ông tu học bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa nên y theo lời dạy của ta mà tu học thì mau chóng vượt qua bậc thanh văn độc giác vân vân nhanh chóng nhập vào chánh tánh ly sanh của bồ tát được vô sanh pháp nhẫn của các đại bồ Tát và thần thông thù thắng của Bồ Tát có thể ở tất cả cõi Phật mười phương để cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn do đó mau chứng trí nhất thiết trí kiều thi ca người kia dùng hữu tướng và có sở đắc làm phương tiện y vào sự phân tưởng về giai đoạn dạy tu hành bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa thì gọi là tuyên thuyết tương tự bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa lại nữa kiều thi ca nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào bảo người trùng tánh bồ tát thừa nếu đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa thậm thâm này mà trí tâm lắng nghe thọ chỉ đọc tụng tinh cần tu học suy nghĩ đúng lý nhất định sẽ được vô lượng vô biên công đức kiều thi ca người đó dùng hữu tướng và có sở đắc làm phương tiện nên nói như vậy gọi là tuyên thuyết tương tự bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa lại nữa kiều thi ca nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào bảo người trùng tánh bồ tát thừa ông đối với chư phật thế tôn ba đời từ lúc mới phát tâm cho đến rốt giáo có được bao nhiêu thiện căn đều nên tùy hỷ tập hợp tất cả vì các hữu tình hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề kiều thi ca người đó dùng hữu tướng và có sở đắc làm phương tiện nên nói như vậy thì gọi là tuyên thuyết tương tự bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa khi ấy trời đế thích lại bạch phật bạch thế tôn sao gọi là tuyên thuyết chân chánh bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa phật dạy kiều thi ca nếu các thiện nam thiện nữ vân vân dùng vô sở đắc làm phương tiện tuyên thuyết bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa gọi là tuyên thuyết chân chánh bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa khi ấy trời đế thích lại bạch phật bạch thế tôn sao gọi là các thiện nam thiện nữ vân vân dùng vô sở đắc làm phương tiện tuyên thuyết bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa Phật dạy, kiều thi ca nếu các thiện nam thiện nữ vân vân vì người phát tâm bồ đề đại thừa mà tuyên thuyết bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa nói như vậy thiện nam tử đến đây ông nên tu bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa khi ông đang tu không nên quán sát sắc cho đến trí nhất thiết tướng hoặc thường hoặc vô thường hoặc vui hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh vì sao thiện nam tử vì sắc Sắc là tự tánh không, cho đến trí nhất thiết tướng, trí nhất thiết tướng là tự tánh không, tự tánh của sắc tức chẳng phải tự tánh cho đến tự tánh trí nhất thiết tướng, tức chẳng phải tự tánh, nếu chẳng phải tự tánh tức là bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa, đối với bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa này thì sắc cho đến trí nhất thiết tướng đều bất khả đắc. Pháp ấy thường vô thường, vui khổ, ngã vô ngã, tịnh bất tịnh cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây không có sắc vân vân có thể đắc. huống gì pháp ấy thường vô thường, vui khổ ngã vô ngã tịnh bất tịnh có thể đắc thiện nam tử nếu ông có thể tu bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa như thế thì gọi là tu bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa kiều thi ca các thiện nam thiện nữ vân vân này nói những điều như vậy là tuyên thuyết chân tránh bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa lại nữa kiều thi ca nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào vì người phát tâm đại thừa bồ đề tuyên thuyết bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa nói như vậy thiện nam tử hãy đến đây ta sẽ dạy cho ông tu học bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa khi ông tu học chờ quán các pháp có một ít có thể trụ có thể có thể vượt, có thể nhập, có thể đắc, có thể chứng, có thể lắng nghe vân vân sẽ đạt được công đức thủ thắng và có thể tùy hỷ hồi hướng Bồ đề. Vì sao? Thiện nam tử vì đối với bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa này hoàn toàn không có chút pháp nào có thể trụ, có thể vượt, có thể nhập, có thể đắc, có thể chứng, có thể lắng nghe vân vân sẽ đạt được công đức thủ thắng và có thể tùy hỷ hồi hướng Bồ đề. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả Pháp đều không. Nếu tự tánh không thì vô sở hữu. Nếu vô sở hữu là bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa. Đối với bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa hoàn toàn không có chút Pháp gì. Có nhập, có xuất, có sanh, có diệt, có đoạn, có thường, có giống, có khác, có đến, có đi mà có thể đắc. Kiều thi ca, các thiện nam, thiện nữ vân vân nói những lời ấy ngược lại với tất cả những điều đã nói. Ở trong các phần trên thì gọi là tuyên thuyết chân tránh bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa vì vậy kiều thi ca các thiện nam thiện nữ vân vân nên đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa thậm thâm dùng vô sở đắp làm phương tiện trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng nhiệt tâm tinh cần tu học suy nghĩ đúng lý dùng các loại văn nghĩa xảo diệu để thuyết giảng cho người khác bằng cách tuyên thuyết trình bày khai sáng giải thích rõ ràng phân biệt nghĩa lý để họ dễ hiểu kiều thi ca do nhân duyên này nên ta nói nếu các thiện nam thiện nữ vân Vân. đối với bát nhã ba la mật đa dùng vô sở đắc làm phương tiện trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng tinh cần tu học suy nghĩ đúng lý lại dùng các loại văn nghĩa xảo diệu dù chỉ trong chốc lát thuyết giảng cho người khác bằng cách tuyên thuyết trình bày khai sáng diễn giảng giải thích rõ ràng phân biệt nghĩa lý để họ dễ hiểu thì đạt được công đức hơn trước rất nhiều lại nữa kiều thi ca nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào giáo hóa các loài hữu tình ở châu thiện bộ các loài hữu tình ở bốn đại châu các loài hữu tình ở tiểu thiên giới các loài hữu tình ở trung thiên giới các loài hữu tình ở đại thiên giới các loài hữu tình ở mười phương hằng hà xa vân vân thế giới các loài hữu tình ở mười phương vô biên thế giới đều an trụ quả dự lưu nhất lai bất hoàn a à la hán độc giác bồ đà thì ý ông thể thế nào các thiện nam thiện nữ vân vân này do nhân duyên đây mà có được nhiều phước đức không trời đế thích bạch phật bạch thế tôn rất nhiều bạch thiện thệ rất nhiều Phật dạy, kiều thi ca, các thiện nam, thiện nữ vân vân nào đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa thậm thâm, dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, thuyết giảng cho người khác bằng cách tuyên thuyết trình bày khai sáng giải thích rõ ràng phân biệt nghĩa lý để họ dễ hiểu. Lại nói như vậy, thiện nam tử đến đây ông nên đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này mà trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến cho thông thạo đanh lợi suy nghĩ đúng lý tùy theo pháp môn này mà siêng năng tu học, các thiện nam thiện nữ vân vân này sẽ đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu thi ca, vì tất cả quả dự lưu nhất lai bất hoàn a à la hán độc giác bồ đề đều do bát nhã ba la mật đa này phát xuất ra. Lại nữa kiều thi ca nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào giáo hóa các loài hữu tình ở châu thiện bộ các loài hữu tình ở bốn đại châu các loài hữu tình ở tiểu thiên giới các loài hữu tình ở trung thiên giới các loài hữu tình ở đại thiên giới các loài hữu tình ở mười phương hằng hà xa vân vân thế giới đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà hoặc an trụ bồ tát bất thối chuyển thì ý ông thế nào thiện nam thiện nữ vân vân này do nhân duyên đây mà được nhiều phước đức không Trời đế thích bạch Phật, bạch thế tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, kiều thi ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vân vân đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu thuyết giảng cho người khác, bằng cách tuyên thuyết trình bày khai sáng giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý để họ dễ hiểu. Lại nói như vậy, thiện nam tử đến đây ông nên đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này mà trí tâm lắng nghe thọ chỉ đọc tụng làm cho thông thạo lanh lợi lợi ích suy nghĩ đúng lý tùy theo pháp môn này mà nên hiểu đúng đắn nếu tin hiểu đúng đắn rồi thì có thể tu học bát nhã ba la mật đa thậm thâm nếu có thể tu học bát nhã ba la mật đa thậm thâm được thì có thể chứng đắc tất cả pháp trí. Nếu có thể chứng đắc tất cả pháp trí thì tu học bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu bát nhã ba la mật đa tăng ích viên mãn, liền chứng đắc quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề. Kiểu thi ca, các thiện nam, thiện nữ vân vân này sẽ đạt được công đức hơn trước rất nhiều vì sao kiều thi ca vì tất cả đại bồ tát mới phát tâm quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề tất cả đại bồ tát an trụ bậc bất thối chuyển cho đến quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề đều là do bát nhã ba la mật đa này phát sanh ra lại nữa kiều thi ca nếu các loài hữu tình ở châu thiện bộ các loài hữu tình ở bốn đại châu các loài hữu tình ở tiểu thiên giới các loài hữu tình ở trung thiên giới các loài hữu tình ở đại thiên giới các là hữu tình ở mười phương hằng hà xa vân vân thế giới đều đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề còn có các thiện nam thiện nữ vân vân đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa thậm thâm dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu thuyết giảng cho người khác bằng cách tuyên thuyết trình bày khai sáng giải thích rõ ràng phân biệt nghĩa lý để họ dễ hiểu lại nói như vậy thiện nam tử đến đây ông nên đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này mà chỉ chí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến cho thông thạo, lanh lợi, suy nghĩ đúng lý. Tùy theo pháp môn này mà nên tin hiểu đúng đắn. Nếu tin hiểu đúng đắn thì có thể tu học bát nhã ba la mật đa thẩm thâm. Nếu tu học bát nhã ba la mật đa thẩm thâm thì có thể chứng đắc tất cả pháp trí. Nếu có thể chứng đắc tất cả pháp trí thì tu học bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu học bát nhã ba la mật đa tăng ích viên mãn, liền chứng

nếu các thiện nam thiện nữ vân vân gặp một vị đại Bồ Tát bất thú truyền, đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm, dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu thuyết giảng cho người khác bằng cách tuyên thuyết trình bày khai sáng giải thích rõ ràng phân biệt nghĩa lý để họ dễ hiểu, lại nói như vậy, thiện nam tử đến đây ông nên thuyết giảng điều này như trước, kiểu thi ca các thiện nam thiện nữ vân vân này sẽ đạt được công đức hơn trước rất nhiều lại nữa kiều thi ca các loài hữu tình ở châu Thiện Bộ, các loài hữu tình ở bốn đại châu, các loài hữu tình ở tiểu thiên giới, các loài hữu tình ở trung thiên giới, các loài hữu tình ở đại thiên giới, các loài hữu tình ở mười phương hằng hà xa vân vân thế giới đều được bất thối truyền nơi quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề lại có các thiện nam thiện nữ vân vân đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa thậm thâm này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu thuyết giảng cho người khác bằng cách tuyên thuyết trình bày khai sáng giải thích rõ ràng phân biệt nghĩa lý để họ dễ hiểu. Trong đó có một người nói như vậy, nay tôi muốn mau chóng chứng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề, cứu độ các loài hữu tình thoát khỏi những khổ sanh tử, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào. Vì muốn thành tựu điều kia thì nên dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xào diệu, thuyết giảng bát nhã ba la mật đa, bằng cách tuyên thuyết trình bày khai sáng giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý để họ dễ hiểu. Kiều thi ca các thiện nam thiện nữ vân vân này sẽ được công đức hơn trước rất nhiều lúc bấy giờ trời đế thích bạch phật bạch thế tôn đại bồ tát như thế đã gần quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề Đúng vậy, đúng vậy, phải nên đem bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, dạy dỗ, trao truyền cho vị ấy. Cho đến đem trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, dạy dỗ, trao truyền cho vị ấy. Nên đem y phục, thức ăn, nước uống, ngoạ cụ, thuốc men tốt nhất, tùy theo sự cần dùng của vị ấy mà cúng dường các vật cá nhân khác. Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam, thiện nữ vân vân nào có thể dùng tài thí, pháp thí như vậy mà cúng dường cho vị Đại Bồ Tát kia, thì thiện nam, thiện nữ vân vân này đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát đó nhờ sự cúng dường tài thí, pháp thí như vậy nên mau chóng chứng đắc quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đà. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bảo trời đế thích lành thay lành thay ông đã khuyến khích đại bồ tát kia có thể gìn giữ đại bồ tát kia cũng có thể hộ trì đại bồ tát kia nay ông đã làm những việc của thánh đệ tử phật vì sao kiều thi ca các vị thánh đệ tử của tất cả như lai vì muốn lợi ích an lạc cho các hữu tình nên dùng phương tiện khuyến khích đại bồ tát kia làm cho vị ấy mau chóng chứng đắc sự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề dùng tài thí pháp thí để cúng dường giữ gìn siêng năng hộ trì giúp đỡ đại bồ tát kia làm cho vị ấy mau chứng đắc sự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề vì sao? Vì tất cả thắng sự ở thế gian của Như Lai, Thanh Văn, Độc Giác đều do Đại Bồ Tát kia mà được xuất hiện. Vì sao? Kiều Thi Ca vì nếu không có Đại Bồ Tát phát tâm quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đà, thì không có Đại Bồ Tát có thể học sáu pháp ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng. Nếu không có Đại Bồ Tát học sáu pháp ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng, thì không có Đại Bồ Tát có thể chứng quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đà. Nếu không có đại Bồ Tát chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề thì không có thắng sự thế gian của Như Lai thanh văn độc giác kiểu thi ca do có đại bồ tát phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà nên có đại bồ tát học sáu pháp ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng do có đại bồ tát học sáu pháp ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng nên có đại bồ tát chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề do có đại bồ tát chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà chuyển pháp luân vi diệu có thể chấm dứt cảnh giới địa ngục bảng xanh ngạ quỷ cũng làm giảm bớt bề đảng Atula và tăng trưởng chúng trời người, còn có đại tộc sát đế lợi cho đến đại tộc cư sĩ xuất hiện ở thế gian, cũng có trời tứ đại thiên vương cho đến trời phi tường phi phi tường sứ xuất hiện ở thế gian, lại có sáu pháp ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng xuất hiện ở thế gian, lại có thanh văn độc giác và vô thượng thừa xuất hiện ở thế gian.